Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Yeah. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video ăn khuya với thiếu nhi miền Tây sông nước nha các bạn. Trời mưa như thế này thì không thể nào mà thiếu một nồi lẩu được, đúng không mấy bạn? Bây giờ thì mình sẽ phi tỏi ớt lên để mà xào cho cá nó săn. Tối ngày hôm nay tụi mình sẽ ăn lẩu cá hồi, tôm mực, hải sản đi. Lẩu hải sản nha các bạn. Có vẻ rất là thơm và ngon. Hello mấy bạn, hôm nay hai đứa mình lại ăn khuya. Chết. Kiến chui vô mông. Kiến gì ông nội, cái chuyện ông nội hết cái nồi luôn quá. Kiến nó chui vô đít. Ghê quá. Hai đứa mình giống như là hai viên kẹo ngọt vậy mấy bạn. Ngọt hơn kiến nó chui vô luôn. Ngọt kiến bu luôn á. Nhào đến mấy cũng thay mấy. Bây giờ sẽ cho cái súp nước lẩu vô nha các tình yêu ơi. Đấy, ngon chưa, ngon chưa. Chuẩn bị nêm lại đi coi nó ok không. Rồi cái hai đứa mình quất luôn chứ chần chờ gì nữa. Trong đây là có tôm với mực nha cả nhà yêu ơi. Bây giờ nấu lẩu sướng quá ha. Có cái bịch về bỏ vô cũng là nấu ăn à ha. Mẻ luôn. Sẽ bỏ hải sản vô luôn nha mấy bạn. Quá ngon thấy gì rồi. Này mấy bạn thấy gì mình đẹp gái không? Mới đi làm về sao hơi nhìn hơi tattoo quá hay gì? Mới làm về. Bữa nay khách giật dữ không gì? Còn gọi. Hả? Khách giật dữ không? Giật te đầu. Ngon phú. Ngon. Giận. Đang lạnh mà ăn này vô mới ngon nè. Đấy, lạnh ở nhà không đi luôn à. Chịu. Tưởng chút chị hai bưng về cho phải không? Thôi bưng về cho xong cái chị hai nhắn là ổng là ổng đi là hồi là ổng có bưng về đâu, sợ bưng về cho cái nịt á. Có bưng về không gì? Bưng về cho cái búa. Bưng về cho rổ rau nè. Rổ rau này bưng về mà ăn gì? Trời ơi. Lẩu là người ta ăn liền mới ngon chứ. Tinh tí chứ. Ê, có mực luôn kìa. Ừ, hấp dẫn liền. Thấy gì có nghề chưa nhé? Ngon chứ. Thấy gì có nghề chưa? Nghề set up từ này nọ. Trời ơi. Làm hậu trường thôi. Hậu trường gì chứ. Trời ơi mà. Tập lần lần đã mốt làm cho ông Phú. Chứ năm nay ở lại rồi. Là Phú nè. Rồi khép khép cái chân lại cho tôi ngồi với coi. Rồi. Đó. Ngồi như một đĩa vậy á. Trời ơi, Duy sắn cho tôi 40 hết hồn. Sắn bớt lại cho thằng Phú. Sắn bớt lại cho Phú mà. Nào có ai biết được thì cha mẹ về. Rồi múc thôi mọi người ơi. Múc từ nha văn á. Để bắt tao mà làm nhỏ lại. Múc cho hút mực nha. Không. Lướt mắm không ta? Không. Khỏi hả? Khỏi. Tính thiệt nước mắm chấm không? Khỏi nước mắm, nước mắm chơi rồi chị ba. Dầm lạnh như lắm này mặc áo ghê trời. Tao chỉ múc nước thôi. Còn hàng nào ăn gì tự gấp. Có đẻ hiếu hán không? Đẻ hiếu hán gì? Khỏi nước mắm luôn giờ thì tôi đã thèm đói khát quá. Khuya nữa rồi thôi khỏi nước mắm luôn ha mà mọi người. Niêm vừa ăn chưa không biết luôn nữa. Chưa rồi. Rau ngon quá. Làm mượn nó chín cho. Rút miếng rau. Rút rau ra đi. Rút rồi. Phú nó không biết ăn rau. Phú nó không biết rau không. Ôi ôi là trời. Má rau nhút người ta chồng mà mày hái rồi không nhỉ. Cái kiểu nhút tao chồng với xong á. Mày là hương dữ. Tao còn hái dâm về nhà tao chồng nữa kìa. Ông bà Duyên không? Ừ. Nói vui. Khoan bố cục thôi. Mai mốt mày muốn ăn cao nhút mày cứ kêu tao hái với xong hả? Ừ.
mọc lợn luôn, đâu ai ăn đâu. Nó trong á. Về con ngâm rửa rồi sẽ hơn. Ngâm từ chiều giờ quá. Từ trưa giờ chứ. Ngon lắm cả nhà ơi. Để tay ra nha, nha, nha. Mà mấy bạn quá. Quên luôn, mà cả nhà luôn. Mặn không? Thêm miếng nước vô. Không được. Ngon mà. Được rồi, hết thuốc. Ngon ngon. Ngon ăn. Qua. Hấp dữ luôn. Trời trời, đỏ. Cái gì? Ôi, chừng nóng luôn hả? Đúng là chỉ có con gì mới biết ý thằng Phú thôi. Ngồi chút bằng khó lắm. Ý gì vậy? Biết ý gì? Chỉ có mày mới biết ý nó thôi. Vừa nói ra cái là hiểu liền, xuống liền luôn. Chứ thôi nó đâu có xuống đâu. Trong lầu nó nghĩ lúc nào mày cũng sẽ đem đồ ăn gì cho nó. Đúng không? Thấy không? Mời con nghĩ không? Mẹ mà 30-34 cũng như thôi là hả chứ. Đau ngon quá. Phút nãy được 3 ngày. Vui vui vui. Vui luôn. Mấy con mận nó chín chưa? Chín cái bà rồi. Cái gì đậu này là nó hơi có xả nhiều ha. Ừ, có 5% rồi. Nè, đưa cho em mất cho. Đâu rồi? Nè, một rồi. Đâu chị ba? Nhắc ít quá. Từ từ, cô chín chưa nha. Chín rồi. Mực cao su mà. Cái gói lẩu này nó nêm xả nhiều. Này đúng như lẩu gì hải ha. Hải đi lao. Hải đi lao vậy hả? Hải đi lao hả? Trời, mực này tươi ngon thế. Ngon quá. Dài dài không chị ba? Lẩu hái nước dùng cô đặt ông nội ơi. Xả hơi nhiều ha. Lúc nào mà ở ngoài hàng ta mua ta làm sẵn ta cũng xả ớt, tỏi, băm, đường nhiều hết trơn á. Cho nó ngon, cho nó ví dụ thử cá, thử này, thử kia nó át hết mùi á. Trời ơi, ăn thử muốn nha mà. Khép khép lại chút qua ngồi ngồi khép đi. Ừ. Không được. Ngồi cái gì ba vô chứ. Ngồi vậy thôi đi ba vô. Chưa. Ừ. Rồi chết bằng đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Mảnh lùn quá. Cay cay luôn. Hút ra. Đang mà kiểu như là đói á. Hấp nó mới mê. Ngon Phú. Ngon. Phú ăn không review gì trơn. Ngon. Cái lẩu này ăn đó làm sao? Cái lẩu này thì là ăn á. Ngon. Ngon thì sao? Thì nó ngon là nó ngon. Ăn á chua chua cay cay. Có này có kia ăn nó thế nào? Thì làm mực rồi là ăn á. Dạ. Chưa ăn mực mà ăn nó dạ. Thôi ăn rồi. Dạ. Mực tươi á. Giòn thịt đi ra. Lẩu rồi là ăn chua chua ngọt ngọt. Ngon ngon mà hấp dữ lại. Ngon. Hấp gì cái cạn lắm rồi. Rau đó không biết ăn. Ăn đại đi. Chưa biết ăn rau gì. Chứ ăn bớ 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 ăn hàng ngò với rau cải. Tại vì mực nó mực này giống như mực còn tươi nó ra đó. Còn tươi hả? Hái ra người ta chồng mày hái mà mày lặt cũng tiết kiệm á. Dai quá. Rau nhà chồng. Ăn nào dai bỏ. Cái này ăn rau chứ. Ăn rau ngon. Lẩu nãy giờ ăn rau mà. Ngon á. Chịu lặt một thao luôn. Rau này ăn cho nó có vị rau rồi, cho nó có vị rau rồi, cho nó có ốm rồi nha các bạn. Được không?
Cuốn nó làm sao? Cuốn nó chạy 2 phụ cuốn cục cá viên. Hay vậy? Cuốn ăn hết cục cá viên. Cục cá viên cũng ăn hết rồi hả? Tại này có mực mà đâu có ăn cá viên. Không? Quá đúng. Ăn rau rồi vô nè. Thả hồng ra ăn miếng rau rồi coi. Nhanh lên. Thả hồng ra. Nó mà ra cục rau đó chắc mày xỉu. Nó mà nào. Nha chị ăn kìa. Tao xỉu ơi. Đi xỉu quá. Cho tao xỉu không? Để theo dãy tao. Cho tao xỉu không? Trễ đi. Trễ rồi. Trễ đi. Đừng làm giống chị Như nha. Dạ. Ăn rau rồi vô. Mình tao. Được không? Ăn. 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 Được. Hai chị em là mệt mệt. Tôi lột cho nó đã rồi cái. Thôi mà. Gấp cái hồi ăn đi. Em mày dớt con tao qua tao gấp con cái. Gấp cái gì? Cá hồi à. Gấp này đi. Đây. Bị dí. Cá hồi bị dí. Tú ăn không? Biết ăn không Tú? Ngon. Mình giao á. Có cái gì để xương không gì? Có cái nồi. Có không? Kè đựng vô cái bọc cái gì vậy? Thôi tao nuốt luôn luôn. Qua không gian xung quanh ít nhái ảnh luôn kêu quá trời. Ăn mà ngồi lo tập trung ăn không à. Tại một phần là đói, một phần là thức ăn lẩu. Chứ bữa nay mà đi ăn lẩu giờ này chắc ta nghỉ bán rồi quá, hết rồi không còn nước lèo để bán luôn á. Nãy chạy đi ra mua bún ở ngoài đường á mọi người, mình xe đông không qua lộ luôn á, khủng khiếp. Mày ta ra đường nữa. Đi chơi dưới trời. Ừ, lớp này đi du lịch nữa đấy má. Bình thường mấy ngày lễ ta ít đi chơi lắm. Đông á, mệt nữa. Tao cũng đâu rồi. Muốn đi cũng được mày. Qua lễ rồi mới đi. Qua lễ rồi đi làm sắp mặt. Còn bún không? Tao cũng bún nữa đi. Thương một đống nha. Ngon quá cả nhà. Trời mưa mà ăn lẩu nhưng mà còn gì bằng. Giờ ăn rau chứ không ăn bún à. Đúng rồi. Sợ ăn bún rồi. Thêm miếng nước ơi. Sợ ăn bún rồi chứ chút ăn rau không nổi. Thôi mình vì sự nghiệp giảm cân đi. Muốn chân quá. Ăn rau không ăn bún. 7 giờ 13 hế rồi nó phút. Hả phú màu cái phê. Trời ơi cái áo của tao dựa ra nãy giờ ghê như. Không biết luôn. Chắc mày quá. Chị tao. Nè dựa đây. Từ cái áo đèn. Hướng ngồi 180 kiểu nhưng mà clip này không có ghi hình nó. Nó ăn gục đầu xuống đây không à. Không có thấy. Tại vì Phú lùn quá. Chỉ có âm thanh thôi mà không có hình. Tại vì Phú không có học kim chỉ. Kim chỉ gì mệt quá. Học cái kim chỉ. Để cái gì kim bông chi. Năm nay lên lớp không Phú? Lên lớp. Học sinh giỏi không? Giỏi. Tên nó không? Lộ Phú ăn. Trời ơi, lọt sẵn à. Quá là thông minh. Thông minh dữ không trời. Sao mà bữa cái thằng bữa mà nó vô nhà nó nói Phú trong lớp không học bài bị quỳ gối quỳ cửa vậy? Nè. Thằng Đạt á. Phú không có quỳ à. Nó kinh quỳ gối ra thùng rác kìa. Ai? Vậy? Không có. Đạt nói á. Không có. Nói đi toilet nha, em thấy. Em thấy Phú nó quỳ gối ra thùng rác em ghẹo nó quá trời luôn. Ghẹo thôi, nó xạo quá. Chứ Phú cái, đâu quỳ rồi. Chứ nó mắc cỡ nó quay mặt vô. Có không mày? Không. Thiệt, Phú có. Nói là lúc mình học kiểu gái không mà gái quýnh dí chạy là trời. Có không trời. Ghẹo, ghẹo gái thì có mà Phú là không có quỳ nghe không gái. Có ghẹo gái không? Mà nó đâu dí lại Phú. Ghê vậy, vậy là có dí chạy vòng luôn.
dính chưởng lo học hành lo lo kiểu gái không trời tết tới giờ ra chơi với bọn kiểu gái rồi lên lớp không lên anh nói hương thích nhỏ nào lớp nó ai không ai lạc không không có à kỳ trời nó thích nhỏ nào trưa nào cũng quay ra chơi qua nắm tay cái chạy về nắm tay chạy về không có à có mày kỳ trời cuối tuần muốn chơi banh mà banh hả cái nhỏ mày đá banh hay banh đá mày cái nhỏ nó quýnh cú banh đá cái chạy về lớp ủa đá banh chứ không phải banh đá cú thôi thế có bò rồi cái mốt dưa đi học rình quá không phải thế có ba giờ nữa đúng không được sao mang cá trên chợ tao quen ăn rồi ăn gì dỗ đùi tôi chát chát vậy cha nè mực nè mực nè em sầu ồ quá là ngon luôn trời ơi dỗ đùi chát chát không trời vậy này nè vô lớp có lớp có dỗ đùi không không mà dây này đi mực nha dấp rồi đó ăn hết rồi quá là ngon luôn mấy dỗ đùi tao mà kêu quá là ngon luôn ngon quá là ngon luôn dạ còn mua giúp mày nha à. Em sao đi quá chưa làm dâu được cỡ nào tao cũng lùa hết cha tao nói gân nhúc này phải gân nhúc mình gân nhúc gì á nó rất là ngon nhưng mà nó rất là dai dạ nó có mấy cái bông trắng trắng không không nó không có bông mấy cái phao trắng trắng có nhưng mà nó mập gấp đôi gam bông nhúc gam nhúc hồi xưa luôn á nó phình lên luôn á cho một con trăm cảm ơn nè mập lắm thú con trăm này nè nó mập thì tươi ngon quá vô vô con trăm mày đâu thú mày lẫn lại hả vô hỏng mập như thú a con vô chưa nó còn miếng rồi lên. Mất lẽ vô vẻ một hai ba vô hai ba ăn đó bổ sung vitamin hải sản lâu quá không ăn chung huyền thú bổ sung canxi không biết có ai nhớ ông thú không nữa chắc không ai nhớ đâu còn thiếu thằng tiên khùng bổ sung bò 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 tiên tiên ghê trời tiên khùng ơi nhậu thỉnh rồi mọi người nằm đắp chiếu trời ơi quá là ngon chết rồi cho ngủ đi tôi lột nằm á ngủ giờ không biết gì ngái gì khắm gì lắm người ta chỉnh nè chỉnh là như vậy hả còn cục cái viên phủ phú ơi hàng chiều bữa nay không nghe nói chuyện điện thoại nói chuyện điện thoại từ chiều giờ rồi ông nội gì xỉnh rồi về cũng nói chuyện điện thoại rồi mới ngủ hả về rồi sao chắc 7 giờ á có gì điện thoại với không hai ba tiếng rồi cái hồi mày về mới tắt ngủ ngon đóng những cái luôn nãy về sợ ma không sợ ma chạy lên nổi vậy à qua mình nghe chị hai bị ban nhát không nha phú khó sao kể không mày có kể nó không nó có nghe gì không xạo ghê mà phú trời có coi coi gì có coi mày chưa coi mà coi clip hả có coi rồi chưa coi rồi hả là hãy mình mới mở lên à nó có còi rồi không có nó đâu có coi nãy tao nghe nó mới đọc cái tiêu đề không à nó có coi rồi mà xạo mày có clip ai không mày không có clip tao mày hả thầy coi clip của tụi bay đó có coi không trời clip nhỏ con nó mới coi không có vậy mày muốn cái clip nào tao cũng để cái hình nó vô mày nó vô coi quá là không mình dâu nhúng này tao khoái nhất là ăn sống chấm với nước mắm ra ông lúc ngon không chị ba tối ngủ là nhúc không ăn hả đi vô đang lột con tôm à. Thôi, thế là không lột có rồi ăn giáo viên ăn
Rồi rồi, ăn nó đi. Còn có một con duy nhất, một con duy nhất đó. Không mà. Tính này nha, 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 nha. Một con duy nhất, một con duy nhất. Ủa lộn, một con cuối cùng. Chồng cũng ăn đi. Uống ăn. Ăn đi, không ăn mới tăng điện nữa. Được ăn mà còn phải ép nữa. Bỏ vô họng, nuốt. Bỏ vô. Nhai lẹ lên coi. YouTuber gì ăn mà có con tôm ăn bữa nay tới tuần sau mới hết. Nãy giờ ăn ra như bọn cỏ hồi phút. Ăn ra như bọn cỏ bằng tay. Chưa được đi hội chợ luôn, đi hội chợ nhé. Không, làm biến hội chợ quá. Đâu hả? Giữ cái công vụ. Thấy không? Có đi không? Có. Không đi đâu. Đổ cái ghế. Tưởng nó đi giải quyết công vụ chứ. No, chắc đi về không nổi rồi. Rồi, ghê giờ bị gì á? Ý, hỏi, đã là sáng lấy. À, ghê quá ha, giờ bị ghê quá. Hả, lô, ủa bậy, hết hả lô rồi mà. Ăn xong luôn, sẵn luôn rồi mấy bạn ơi. Giờ gia đình hỏi chị em thích chè của mình đã ăn xong rồi nha. Bạn con chim thích bông nó đi vô uống nước rồi mấy bạn ơi. Còn có con chim sẻ với lại con chim... Bạn chúa. Chim chì voi. Mày là chim sẻ, tao là chim chì voi. Còn thằng kia là chim thích bông. Chim thích bông là con gì mà? Chim thích bông là nó bông bông á. Chim chích mà nó có cái da bông bông á, biết không? Bây giờ tụi mình gia đình mình nhà chim sẽ kết thúc video ở đây nha mấy bạn. Nếu các bạn nào mà muốn nhà chim quay nhiều video ăn khuyên với nhau thì các bạn đừng quên để lại cho nhà chim một like nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại gia đình mình vào video tiếp theo. Bye bye. Bye bye đi chim chích bông. Bye bye. Rồi với chim sẻ. Bye bye. Mình là đại diện nhà chim nha, chim chích chè. Ủa vậy mình là chim chì voi. Bye bye. Hỏi nhà chim. Hỏi nhà chim.